Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, dự báo là đêm nay và ngày mai thì khu vực miền Trung và khu vực Tây Nguyên vẫn sẽ có mưa lớn, còn miền Bắc sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng hanh. Cụ thể thì bão đã tan, thế nhưng mà nhiễu động trong đới gió đông và không khí lạnh thì vẫn còn hoạt động mạnh. Trong đêm nay và ngày mai thì nhiễu động gió đông sẽ có xu hướng là mở rộng lên khu vực phía Bắc. Vì thế mà từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Quảng Nam sẽ vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó thì khu vực Nam Hà Tĩnh trở vào tới Quảng Trị sẽ là vùng mà có mưa to và trong đêm nay và sáng mai phổ biến với mức là từ 70 tới 100 mm. Cục bộ vẫn có những điểm mưa lên tới từ 150 tới 200 mm. Vì thế mà trong đêm nay thì nước lũ trên các sông miền Trung vẫn sẽ duy trì ở mức cao, nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở vùng Trung Du cũng như là vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Nam. Nhiễu động của gió đông cũng tác động tới khu vực Tây Nguyên, thế nhưng mà trọng tâm sẽ là hai tỉnh phía Bắc bao gồm Kon Tum và Gia Lai. Nên trong đêm nay và sáng sớm mai thì hai khu vực này sẽ có những cơn mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng phổ biến sẽ từ 10 cho tới 30 mm. Nguy cơ xảy ra hiện tượng sạt lở là vẫn còn. Còn với các tỉnh còn lại của khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ thì không nằm trong vùng tác động của gió đông, thế nên đêm nay và ngày mai sẽ mưa ít, trời có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động quanh khoảng là 28 tới 30 độ, còn với khu vực Nam Bộ là từ 32 cho tới 33 độ. Trong khi khu vực miền Trung thì đang có mưa lớn, khu vực miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh khô. Vì thế mà thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là không mưa. Sáng sớm mai thì trời sẽ có một lớp sương mù và sương mù nhẹ nằm ở khu vực vùng núi và khu vực Trung Du. Trong ngày mai thì cả miền Bắc trời sẽ tiếp tục có nắng lên từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này thì sẽ phổ biến quanh khoảng là từ 28 tới 31 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, đêm nay và ngày mai ở vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn sẽ duy trì trường gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Xuống tới vùng biển huyện đảo Trường Sa thì gió hướng tây đến tây nam mạnh cấp 4 cấp 5. Mưa rông rải rác diễn ra về chiều và tối khiến tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km. Nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh vẫn ở mức cao. Ngoài ra thì hiện nay ở trên khu vực phía đông của đảo Luzon, Philippines vẫn đang xuất hiện một cơn bão mới với tên quốc tế là Nghesat. Dự báo là khoảng 1 tới 2 ngày nữa, cơn bão này sẽ vượt qua kinh tuyến 120 và di chuyển vào khu vực Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 6 trong mùa bão năm nay. Đây là một thông tin cần phải lưu ý. Như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.